mọi người nhé, chào mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình hôm nay. Đó là mình sẽ hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta có thể thêm được cái phương thức thanh toán ở trên cửa hàng CH Play bằng cái ví Zalo Pay nhé mọi người nhé. Thì việc đầu tiên thì các bạn để cần cho mình một cái ví Zalo Pay chính chủ của các bạn nhé mọi người. Rồi mình sẽ truy cập vào cái cửa hàng CH Play. Đó, mình sẽ kích vào cái ảnh đại diện của cái tài khoản Google của mình nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là thanh toán và gói thuê bao. Đó, chúng ta sẽ chọn tiếp đến cái phần là phương thức thanh toán. Rồi, ở đây thì trước mình có hướng dẫn mọi người là cách thêm cái phương thức thanh toán bằng Momo. Thì rất nhiều bạn là đã nhắn tin cho mình bảo là các bạn không dùng Momo. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là thêm cái phương thức thanh toán là Zalo Pay nha mọi người nhé. Thì tất cả hai cái ứng dụng này đều là của Việt Nam, thế nên chúng ta dùng rất chi là tiện mọi người ạ. Và chúng ta có thể là thêm cái phương thức thanh toán ở trên sim của các bạn này. Ví dụ như các bạn dùng sim Vina thì cũng có thể thanh toán bằng sim Vina được, và Viettel cũng như vậy nha mọi người nhé. Và cái thứ hai là cái thẻ tín dụng. Đó, tiếp theo thì ở cái Google CH Play này mới cập nhật cho chúng ta là một cái ví là Shopee Pay nữa, và thêm nữa là Zalo Pay nữa mọi người nhé. Rồi, thì chúng ta chỉ việc kích và là thêm Zalo Pay thôi. Đó, lúc này Google sẽ hiện lên là chuyển hướng cho chúng ta đến cái Zalo Pay của chúng ta để chúng ta xác minh cái tài khoản nhé mọi người nhé. Rồi, chúng ta sẽ ấn vào là tiếp tục. Rồi, ok, thì đã chuyển hướng sang cái ví Zalo của mình rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ cần là ấn là xác nhận liên kết nha mọi người nhé. Lúc này chúng ta sẽ nhập vào cho mình cái mật khẩu cái ví của các bạn nhé. Rồi, vậy là mình đã đăng ký thành công cái liên kết tài khoản CH Play với cả Zalo Pay. Thì hiện tại là cái phương thức thanh toán của Zalo Pay này là được khuyến mại là 100.000 nha mọi người nhé. Nếu mà mọi người mà có ví Zalo Pay thì nhanh tay, bởi vì chúng ta thanh toán các dịch vụ của Google sẽ được miễn phí là lần đầu tiên liên kết là 100.000 nha mọi người nhé. Đó, thì hôm nay mình hướng dẫn mọi người là làm thế nào để chúng ta thêm cái phương thức thanh toán bằng Zalo Pay trên cái tài khoản CH Play của chúng ta mọi người nhé. Thì mọi người xem được cái video của mình thấy hay, hữu ích cho mình một like và đăng ký và chia sẻ video giúp mình. Còn mình xin khép lại cái video tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.